nhá. Ba chưa? Hôm nay là mấy anh em là mấy chú cháu là ngồi đó, có chú tướng đây làm lái xe rồi. Đang chạy ô tô rồi. Hôm nay mấy chú cháu thì sẽ đi xuống nhà chú tướng chơi. Và mai là sẽ mai là sẽ ở nhà chú tướng thì chú tướng sẽ dẫn là mấy anh em đi lắp bình bioga. Như các bác cũng biết ở chỗ nhà của chú Báo ấy, với cả nhà của anh Điếc ấy thì đã được lắp bình bioga rồi. Như các bác cũng biết được cái bình bioga nó có tác dụng rất là nhiều. Nó chủ yếu là dùng từ chất thải hữu cơ thôi, thế nên là rất tốt cho môi trường. Chú Báo thằng này đẹp trai ấy nhở, cả anh Báo nữa. Thì bây giờ các bạn hãy cùng với cháu Linh với cả mọi người đây đi xuống nhà chú tướng nhá. Như các bác đang xem đây là cái cung đường đi từ thành phố Hà Giang về huyện Vị Xuyên. Đấy. Như các bác có biết ở huyện Vị Xuyên thì là có một cái đài tưởng niệm, đài tưởng niệm nhà chú nhà hay là nghĩa trang liệt sĩ nhỉ? Nghĩa trang quốc gia các bác. Thế thì hôm nay mấy anh em là cũng chủ yếu, cả mấy chú cháu đây là cũng chủ yếu là đi làm lắp bình bioga với xem cái trang trại của nhà chú tướng, xem nhà chú tướng phát triển trang trại thế nào để về trong chú Báo với cả anh Báo đấy, à chú Sự với cả anh Báo đây còn học hỏi cái kinh nghiệm làm trang trại của nhà chú tướng ấy, về xong còn áp dụng ở nhà mình đấy. Các bác đừng có nghĩ là mấy chú cháu với mấy anh em là đi chơi đấy, không phải đi chơi đâu, đi chơi nhưng mà là trong khi đó là đi trải nghiệm, vừa đi trải nghiệm vừa học hỏi luôn các bác. Các bác xem trên kênh video của em Thảo Minh Linh, xong là các bác cũng thông cảm cho. Giờ em con với Báo Hói với Thảo Minh Linh đang đi xuống nhà anh tướng để mai đi lắm cái bioga cho khách của anh tướng, thì các bác thông cảm cho anh em chứ không phải nghĩ là đi chơi, nhưng mà cũng đi anh tướng cho trải nghiệm và Thảo Minh Linh cho bảo là để cho anh em mình đi trải nghiệm, quay video cho các bác thì đấy, để xem tí, chú cháu anh em mình cũng không phải là ở nhà mà suốt ngày đi chơi được đấy. Đây là cũng rất là may mắn là hôm nay được nhận được cái sự lời mời của chú tướng là mời mấy anh em đi xuống nhà chú tướng để xem cái mô hình làm trang trại nhà chú tướng, với giúp đỡ chú tướng, không phải giúp mà là đi lắp hộ cái bình bioga mà chú tướng sẽ trả lương cơ, không phải là đi chơi nhá các bác. Đấy thì một lúc nữa thì sẽ đến nhà của nhà chú tướng, thì các bác hãy cùng với Minh Linh, cả anh Báo, cả chú Sự đây, mấy anh em sẽ vào nhà của chú tướng để chơi. Và ngày mai thì cháu Linh sẽ quay lại những thước phim mà mấy chú cháu anh em đây là đi lắp bình với đi xem trang trại cho tất cả các bác cùng xem. Đấy. Anh Báo hôm nay có mệt không? Hôm nay lắp hôm nay không mệt đâu. Không mệt đâu. Đấy các bác. Đấy đây công việc thì cũng làm thường xuyên rồi mà, không làm sao thường mà. Xuyên à? Đấy thì ngày nào cũng làm mà. Phải làm thường xuyên thì đấy. Nói dân mình thì làm thường xuyên cũng không thấy mệt đâu. Đúng rồi, nói chung là làm cái gì cũng phải làm. Mình vẫn phải làm. Đấy các bác biết là lên Lùng Cáng nhá. Cháu Linh mà không hẹn trước ấy thì khả năng là không gặp được đâu các bác. Cứ buổi sáng sớm là người dân Lùng Cáng đi làm, đến chiều tối về ấy chỉ có tối mới gặp được thôi, chứ thực ra muốn gặp ở nhà cũng không gặp được. Đấy, nhiều khi cháu Linh vâng vâng
thì một lúc nữa các bác hãy cùng với cháu Linh xem những thước phim ở tại nhà chú Tướng nhá. Lên cho vui cười hết tan tan. Đấy, cũng mong muốn là sau này thấy anh Pháo với cả chú Sự đây đều lấy vợ hết rồi đấy, có con cái để đùa. Mỹ Linh thì cũng chưa lấy, mong muốn là sau này cũng được những cái đàn con giống như kiểu anh Pháo với cả chú Sự đây nhá. Ngày xưa chú Sự lấy vợ đắt không? Vẫn 6-7 triệu, nhưng mà 6-7 triệu đấy, tương đương với bây giờ 70 triệu ạ? Tương đương bây giờ phải rơi tầm 30 triệu. 30 triệu á? Vâng. Thì chắc 70 triệu mà. Tầm... Còn anh Pháo? Chứ là anh lấy vợ hết một con trâu. Một con trâu á? Ồ, thế là cũng hơn 30 ấy. Vâng. Ừ. Cũng mong là sau này cháu Linh lấy vợ không mất đồng nào. Không, lấy vợ phải mất chứ, lấy vợ phải mất một chút chứ. Nói chung là nếu cái, chung là đấy là cái tiền sự lễ. Nói chung là bên kia thì người ta cũng đẻ ra một đứa con gái, cũng phải đơn giản người ta nuôi nấng trưởng thành, trong đó mình đã đến cưới con nhà người ta, con người ta lại về ở với mình và cùng mình phát triển kinh tế, thì cái lễ đấy nó đáng bao nhiêu. Đấy, mẹ vợ đòi bao nhiêu thì mình đưa bấy nhiêu. Lấy vợ phải mất tiền, không mất tiền thì không hạnh phúc. Đúng rồi. Phải mất tiền mới biết thương vợ là mất tiền như thế nào. Đấy, rất là vui các bác. Đấy, đấy thì bây giờ các bác hãy đón chờ một lúc nữa ở mấy phút nhỉ, trong khoảng 10 phút nữa đến nhà chú Tướng rồi thì các bác sẽ xem ở nhà chú Tướng nhá. Lúc này em thế lúc nãy chú Sự không mang quần áo mới à? Có rồi. À đấy. Vấn đề vào trong. Thế lấy mở ra. Vâng. Mở ra còn vào đi còn tắm rửa chứ. Đấy, tối nay mấy chú cháu là sẽ ngủ ở tại nhà của chú Tướng nhé các bác. Đấy cái bình bioga đấy các bác, to đùng chưa. Trên vùng cao mà được lắp những cái bình bioga này cũng rất là tốt các bác, tại vì trên vùng cao cháu Linh ấy thì củi rất là ít. Đấy. Trên vùng cao toàn đá mà bây giờ mà chặt củi thì cũng không có nước uống rồi. To nhờ. To, thôi vào nhà đi. Đi vào nhà chú Tướng. Đấy. Tối nay là mấy chú cháu với cả anh Pháo đây là sẽ ăn cơm. Đấy, dép để trong kia cơ. Không, dép để trong kia đi, dép vào trong kia. Dép để ngoài này à? Vừa dép mấy chú cháu hơi bẩn đấy, để ngoài. Đấy. Nhà chú Tướng đẹp quá. Anh đi trong nhà mà. Con gái thứ hai, một chiếc. Đi em đi một chiếc được. Anh Báo còn ngủ ra? Không. Ok. Trẻ con đang lộn xộn nhé. Vâng. Nhà có trẻ con thế mà chú. Chú Tướng vừa mua một con vịt đây, một con hay hai con đấy chú. Như thế là ăn gọi là thức ăn nhiều rồi. Đẹp không, nhà đẹp chưa? Đẹp ơi. Ơi. Thế này không phải bàn rồi. Giống như hôm nay chú Tướng bảo mình phải có tham vọng và phải có ước mơ chứ. Đấy, ngày xưa lúc hôm nay chú Tướng tâm sự các bác ạ, thì chú Tướng bảo ngày xưa chú Tướng lên đây làm ăn thì có mỗi cái xe máy thì lại bị trộm mất. Bây giờ là được như thế này quá thành công các bác. Như Linh mong ước mơ ước sau này mình có căn nhà đẹp này. Yoga. Đấy, các bác ạ, đấy nhà chú Tướng ấy đang dùng cái yoga. Đấy tiện nhờ chú nhỉ? Đấy rất khỏe. Cái con mấy ngày nhỉ? Ôi, vừa tiết kiệm này không mất chi phí gì cả. Không mất gì đâu, mất tiền ban đầu. Đấy, các bác xem hôm nay lắp cái yoga cũng giống như của nhà anh Điếc hôm nay ấy. Ôi à. Khi nhà chú Sự mà được một cái như thế này thì đỡ phải tốn nhờ. Thì đỡ phải... Một cái như thế này là đỡ phải tốn. Cái gì kiếm củi. Tốn củi. Đấy. Thấy chưa? Đúng rồi. Chả có mùi gì cả. Thấy có ngửi thấy mùi gì đâu. Không có mùi gì đâu. Đây. Để nó lọc qua cái bình như vậy. Vịt đây các bác, chặt xong hết rồi. Ô, nên chú Tướng tiếp toàn món chú đáo quá, toàn món ngon đấy chú ạ. Đấy, các bác xem cái ngọn lửa của bình yoga, chất thải hữu cơ.
không tốn ga luôn. Cái này khả năng nhà cháu, bố mẹ cháu cũng chăn nuôi cũng lắm, một cái này cũng hợp lý nhỉ. Nhà cháu phân chuồng nhiều lắm. Nếu mà có nước thì cháu làm được. Có nước thì có nước á? Có nước thì rửa chuồng vào đấy. À, thế là trên kia lại hơi hiếm nước. Đó, chỉ cần mỗi ngày 12 xô rồi đấy được rồi. Vâng, vâng. Đấy, cùng chú Sự đi hái ớt ở cửa sổ. Đấy, hình như ở gần đấy sao? Trồng cây ớt ở ngoài. Trồng ngay ở vườn đây đây đây. Tiện thế nhỉ. Sai quả chưa? Trồng rồi. Ấy, ớt nhiều chưa? Đẹp kỳ luôn. Trồng trên tầng luôn nhá. Vâng. Đấy, Lũng Cáng thiếu ớt lắm. Xem hôm nào xin chú tướng em một ít về làm giống chú Sữa. Đúng rồi. Tốt đấy, cái này làm giống tốt đấy. Sai quả chứ các bác. Úi dồi. Ôi giời, con muỗi bay mồm. Mùi gia vị của ớt bay mồm này. Ừ. Cay quá. Rồi. Thế nhờ, thế nó nhiều quá. Ăn không hết, ăn cay quá đau bụng đấy. Ngon đấy. Ớt nhà chú tướng ngoài cửa cũng có mà trên tầng cũng có. Đầy trên, ớt. Ở trên tầng 2 nữa mà. Ở Lũng Cáng ấy thiếu ớt lắm. Thế anh đi tìm ớt khắp làng. Đấy, à. Trồng một cây thôi, thử ăn không? À, biết bà con đấy sao không trồng thì nhiều tí. Trồng nhiều, đấy mai mình xem mình ngó cái ớt này. Ăn không hết luôn. Lúc nãy mà cháu xem ở mọc sai lắm. Sai tốt lắm. Chú Sự anh tưới cho phân gì không? Đúng chưa? Đúng chưa rồi? Anh cho phân gì không? Không. Cứ để đấy nó khác mặc chắc đất tốt. Cả số lưu nhá. Anh báo đi, chặn nhá, nhìn nhá, nhìn nhá. Chú Sự lái thì anh báo luôn cái lùi thôi. Chú Sự cứ lái thôi, còn anh báo lùi. Lên bậc rồi, lên cao, lên cao. Em thế rồi mà anh phải lo. Lúc cao như cái khều ấy anh báo. Mình mà cao nhanh anh báo thì cũng tốt. Đây chỉ trông chờ hai người này thôi nhá. Mình tuần cả dép nữa cơ. Anh báo tuần hẳn dép. Cảm ơn chú tướng nhá. Vâng, cảm ơn cô nhá, cô mời con cơm ạ. Vâng. Ôi, 12 diễn viên nhá. Ôi, mời cô bác nhá. Phép thử mang mang Lũng Cáng. Mang Lũng Cáng, mang rừng. Xin mời các bác nhá. Xin mời các bác nhá. Để mai còn đi thăm trang trại chứ. Ngon lắm. Thôi cháu mời với cô nhá, mời chú ạ. Mời anh chị nhá. Thử ít mang đấy, mang Lũng Cáng cho bác. Ừ, mời con cơm đi. Đấy, chấm ít mẻ. Dạ. Vâng, em có khách rồi. Mẻ ngon quá các bạn, mang cũng ngon. Chưa ăn nhưng mà đã thấy ngon. Vâng, mẻ ngon cô ạ. Đó. Nó nửa em mẻ ngon lắm. Mời các bác ăn mang nha. Vâng. Cảm nhận em. Cảm nhận thế nào? Vâng. Mang ở chỗ mình luôn. Không chấm mẻ lên. Vâng. Hôm nào chú Sự về em tập làm món mẻ này, ngon. Vâng. Mang em cho một ít giống về. À, một ít mẻ về làm giống. Hiểu không? Tao chỉ cơm nguội vào thôi. Cơm nguội à? Cơm nguội để vào xong lấy một ít này. Lấy một ít mồi vào thôi.
không không đừng cho mỡ dưới vào. Không, không cho mỡ này. Đấy, chân gà gà cứ thảo đây ăn nó ngon lắm. Nó thơm. Chân gà ngon lắm. Chân gà. Chân gà ấy. Luộc ra là mình lấy không cần luộc. À ăn luộc lên, luộc lên. Luộc chín lên. Chấm thử ấy mẹ ngon lắm. Hôm nay chú mua hết đồng này bao tiền? 15.000 một cân. Ừ. 5 cân. Mới 5 cân luôn. Mai vậy ủng hộ bà con ấy. Anh em thích ăn bởi vì dưới không có mấy. Thôi chẳng mời chú tướng ly nhỉ. Cảm ơn chú nhé. Cảm ơn chú. Thôi cảm ơn cô nhá. Lúc nào chú xem đường chú xem rảnh này, có thể lên chuyến nhà bạc đi du lịch qua cái qua nhà cháu cũng được. Hôm nào cô lên nhá. Để cháu lấy số của chú rồi. Cảm ơn chú nhá. Hai anh em mời nhau đi. Vâng. Đấy phải đi mới biết nhà anh chỗ nào đi đúng không? Vâng, ngon rồi các bạn. Cùng xóm cùng bạn cùng xóm. Yeah. Cùng bạn cùng xóm à? Nhớ cùng giường không ấy? Không. Tạm tí. Này mà lợn đen. Vâng. Anh không mua được. Hơn năm lợn trắng. Lợn đen cất ở trong kia rồi. Lợn đen nào? Có thịt lợn treo ngon lắm nhưng mà. Mời các bác nha. Mua đâu ấy, gì nó dày dày. Ừ, dày dày. Món này món gì vậy chú? Này, vịt măng. Ăn thử chưa? Vâng. Chú nào? Chú thích ăn măng. Trong đây nhỉ? Ừ. Ăn hết măng như lợn à? Ăn hết thôi. Chú tướng quý chú cháu mình quá mời toàn món rau rồi. Lâu lâu thì lâu lâu có nhiều rau. Lâu lâu được xuống núi. Ra nhà hàng không có tiền. Nhà. Thịt mình ăn ngon hơn. Con ngồi ra quán thì không ngon đấy. Quán không ngon bằng ăn nhà. Trang trí là tàn vương con đấy 8-9 cân đấy tạ. Vâng. Ngon luôn. Đấy, sau khi ăn cơm thì các bác ấy, bây giờ đến giờ mấy anh em là bắt đầu nghỉ ngơi thôi. Thì ngày mai các bác hãy xem những thước phim của cháu Linh quay về, mấy anh em đi xuống chỗ nhà chú tướng học hỏi kinh nghiệm về làm trang trại với lắp bình bioga nhé. Còn bây giờ mình Linh sẽ đi ngủ đây. Chào các bác nhé. Hẹn các bác ở những video mới nhất ở trên kênh cháu Linh. Xin chào tạm biệt các bác ạ.